Vào dòng tháng 7 thì chúng ta nên làm những nghi thức lễ phóng sinh. Thì tùy vào cái nhu cầu, cái mong muốn của anh chị khi phóng sinh, anh chị sử dụng cái con vật gì phóng sinh. Còn như tôi thì tôi hay sử dụng cá để phóng sinh. Chào anh chị và các bạn. Như vậy thì cái dòng tháng 7 của chúng ta là đã chuẩn bị là cận kề. Hàng năm thì giống như là cái việc mà việc lặp đi lặp lại thì nó lại là cái cơ hội để mà chúng ta có cái điều kiện để mà gia tăng thêm được những cái sự may mắn, có cái cơ hội để chúng ta phổ độ thêm được cái phúc đức cho gia đình. Tôi kể một câu chuyện thế này. Ở bên Trung Quốc ấy, là khi mà tôi sang bên đó để mà tư vấn ấy, thì tôi có chia sẻ với các thầy và đặc biệt là một số các cái nhà văn hóa ở đó hoặc là những người mà nghiên cứu văn hóa lịch sử ở đó, thì khi trao đổi với họ ấy, thì họ có một quan điểm rất hay là như này. Tôi nói cho tôi là khi mà nói về cái việc mà chôn táng, chôn cất cái xương cốt của người chết ấy, thì người ta nói rằng là khi mà trong nhà mà có người mất thì là may. Tôi bảo tại sao có người mất thì lại gọi là may? Thì cái bác ấy giải thích với tôi rằng là ở bên này á thì người ta muốn cải cái vận cho dòng họ, là người ta muốn cải cái vận cho cái cơ hội cho cái gia đình của người ta, thì phải có cái người mất. Có người mất thì có cái bộ xương cốt, thì có cái bộ xương cốt đó thì nhờ thầy phong thủy hay nhờ thầy pháp đặt để xuống một cái vị trí nơi cát địa, để cho con cháu sau này để nhà để có cơ hội để mà thay đổi cái phúc phần và làm tăng cường thêm cái để điều chỉnh phong thủy để đổi vận cho gia đình. Nói thế thôi chứ có phải là lúc nào có người trong cận họ nhà anh chị trong ba đời đâu, phải lúc nào có người chết đâu. Tuy nhiên thì có một cái chuyện rất là tốt, đó là liên quan đến cái việc mà bổ phúc hàng năm. Và trong năm thì có hai cái thời điểm để mà chúng ta bổ phúc vào là tốt nhất. Một là thời điểm dần tháng 7, hai là cái lễ tạ thần cuối năm. Và tôi rất chú trọng cái thời điểm của cái dần tháng 7 hơn. Thì cái việc phóng sinh đưa thêm những cái sinh vật, đưa thêm những cái sinh mạng sống đáng ra thì bị nuôi nhốt, được chuyển ra tự do, đáng ra thì được cái hưởng cái tuổi thọ là ngắn ngủi. Ví dụ như nuôi cá, gà được 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng là phải thịt rồi, nhưng mà thả ra sông, ra ao, ra ngòi chẳng hạn thì được thêm thành 1 năm, 2 năm, thì cái việc đấy nó giống như là việc tăng cường thêm công đức. Cho nên là vào dằm tháng 7 thì chúng ta nên là làm những nghi thức lễ phóng sinh. Thì tùy vào cái nhu cầu, cái mong muốn của anh chị khi phóng sinh, anh chị sử dụng cái con vật gì phóng sinh. Còn như tôi thì tôi hay sử dụng cá để phóng sinh. Thì tôi hay ra những trại cá giống, tôi mua cá giống thì rơi vào khoảng tầm 1.000 đến 2.000 một con, các loại mà 2,5 đến 5 cm, 7 cm luôn, đúng không ạ? Thì có thể tôi mua là cá chép, tôi mua cá chấm, đúng không ạ? Và sau khi mà tôi ngoài ra thì cũng một số anh chị có thể mua ốc, tùy vào cái tự nhiên là cái tâm lý chị khởi cái gì lên. Cái người thích vùng vẫy, thích bơi đi xa rồi thích thì người ta mua cá chấm. Có những người mà người ta khổ chẳng hạn thì người ta có thể mua lươn, mua chạch. Có những người thì người ta mua ốc, mua nghêu, mua sò. Có người mua ba, mua rùa. Thì anh chị mới khởi lên ý định chị mua cái gì thì chị mua, chứ không phải tôi bảo chị mua cá hay chị tất cả thiết nhất là chị mua cá. Cái này là tùy. Có những chị thích bay cao bay xa thì chị mua chim chẳng hạn. Nhưng mà về cơ bản thì nó phải tùy vào cái nhu cầu và mong muốn của chúng ta. Thì cái việc mà phóng sinh thì chúng ta hoàn toàn và nên tự mình làm cái việc phóng sinh đó. Và việc phóng sinh này thì chúng ta sẽ làm ở tại địa điểm nơi phóng sinh thì lại là tốt nhất. Ví dụ khi mà tôi phóng sinh cá đi, là khi phóng sinh cá tôi mua khoảng vài ngàn cá đi, là tôi mang đến ngã ba sông hay là tôi mang đến cái cửa sông, chứ lại phóng sinh cá thả cái ao nhà mình mai lại đánh nó làm gì. Khi tôi mang cá ra đó, đúng không ạ, tôi thắp một nén nhang, đúng không ạ, tôi đốt một tờ sớ, tôi hóa một tờ sớ, đúng không ạ. Và tôi cái tờ sớ rất đơn giản thôi, anh chị có sớ thì biết, còn không thì trên cái video này tôi có để sẵn cái đường link bên dưới để chúng ta tải cái văn lệ phóng sinh, đúng không ạ. Thì cái văn lệ phóng sinh này, đúng không ạ, là hoàn phong thỉnh, đúng không, phong thỉnh cúng mới rồi nhưng phong thỉnh năm nay khoảng nó gần hơn phong thỉnh, phong thỉnh con kính lệ, đúng không ạ. Sau đó là có cái bài văn chuyên dùng cho để phóng sinh để mà phổ độ. Thì đoạn dưới thì có cái đoạn là cầu, ví dụ chỉ cầu cho sức khỏe bình an gia đình, cầu cho công việc hay thông thuận lợi, hay là cầu cho hay nay con xin công đức này, đúng không, là cầu cho toàn xã hội phát triển hay là như nào đấy thì, đúng không ạ. Thì cái việc mà chúng ta cầu xin tại đó, sau đó chị cắm cái nén hương đấy xuống, sau đó chúng ta hóa cái tờ giấy đấy đi, sau đó chúng ta thả cá ra bên ngoài để chúng ta phóng sinh. Nhớ là đi lông hoặc là những cái đồ đựng nó vứt xuống dưới đấy thì
trong vòng 24 tiếng không quay lại cái vị trí đó, không nhìn xuống dưới đó, mình đã thả rồi không biết, thì đấy là bản chất của cái việc kháng sinh. Đối với cả ốc, đối với cả ba ba, đối với cả lươn chạch thì chúng ta cũng làm theo một cách như vậy. Nhớ rằng là không phóng vào trong cái ao tù, mà nếu không ít nhất thì phải là hồ lớn, còn nếu không mà nó phải là cửa sông hoặc là cái dòng sông, thì cái việc phóng sinh như vậy nó sẽ là công đức. Thì khi chúng ta mang cá hay là mang cái đồ phóng sinh ra ngoài thì chúng ta chỉ mang theo một cái thẻ hương, đúng không ạ, hoặc vài que hương thôi, đúng không ạ, đặt tay lên khấn, đúng không ạ, sau khi mà khấn lễ xong rồi cắm que hương xuống cái lễ đấy, đúng không ạ, hóa cái lời văn hóa đi trong đầu, thả cá rồi đi về. Cái việc này nó đem lại cái công đức rất là tốt, và cũng là đốt cho những cái vong linh, cũng như là đốt cho những người đã mất ở nhà có thêm cái phần phúc phần để họ đầu thai, nếu không thì trợ thêm.